Xin chào mọi người, hôm nay là tối ngày 24 tháng 10 năm 2020. Em tên là Sa ở Công Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938203714. Hôm nay xin phép giới thiệu với mọi người là kênh nhà em có quế trắng tháng 8 và có lọng có hai vân nha mọi người. Đó. Đấy, có hai vân và có một ít báo hỷ. Đấy. Hôm nay thì có ba loại như vậy thôi. Thì đầu tiên em xin giới thiệu hài trước nhé. Hài vân thì mỗi hình là 100.000 như mỗi khi thôi. Và một hình là có 10 cây. Em cũng giới thiệu những cái cây, tình trạng cây nó như thế này. Cây thì do là mưa nhiều cho nên là họ đi lấy thì cái việc bảo quản cây nó không được tốt lắm nha mọi người. Cái bùn đất rồi nói chung là nó lộn xộn lắm, nó như là rau sống vậy đó. Nên là em lại về phơi rồi em rửa ra cũng tương đối như thế này đấy, chứ còn không thì nhìn thấy rất là thảm, bởi vì trời mưa khá là nhiều. Mấy ngày trước trời mưa rất là nhiều, hôm nay mới sững một ngày thôi đấy. Và một hình như thế này thì 10 cây đấy, có cả to nhỏ như thế này, nó hơi bảnh một tí thôi nha mọi người, nhưng mà cây nó vẫn còn rất là khỏe. Nguyên rễ đầu luôn. Rễ thì mọi người về thì nếu mà rễ chết thì mọi người sẽ cắt tỉa ra, còn rễ mà còn tươi thì cứ để nguyên như thế này, không cần cắt tỉa rễ nhiều đâu nha mọi người. Đó, đây. Nó to như thế này nhưng mà lá thì nó bẩn rất là nhiều, bởi vì là mùa mưa mà họ đi lấy cũng khá là vất vả. Một hình như thế này có cả lớn cả nhỏ. Đấy, có nhỏ và có to đồng đều nhau nhé. Mỗi hình em đều xếp như vậy thôi. Đây là cái nhỏ này. Rồi hình số 1. Rồi em sang hình số 2 này. Đây, hình số 2 đây. Đó. Đây, hình số 2 đây. Có cả cái to, cái nhỏ đều nhau cả nha mọi người. Đó. Đấy, mọi người nhìn thấy này. Đây là em phủi sơ cái đất ra rồi đó. Không dám là làm mạnh tay. Làm mạnh tay thì nó lại dập lá rất là uổng, cho nên là rất là nâng niu. Hình số 2 nhé. Hình số 2 đây. Hình số 3. Đây, hình số 3 đây. Rồi em sang hình số 4 nhé. Đó, hình số 4 đó. Có to, có nhỏ, có đủ hết nha mọi người. Nhỏ đây. Cũng sẽ có một vài lá nó bị gãy nha mọi người. Nhưng mà mọi người thông cảm đi, vì cái mùa lan hay mùa mưa nó như vậy, không thể nào mà bảo quản cây cho tốt được. Rồi hình số 6, rồi hình số 5, sang hình số 5 nhé. Đây, hình số 5 đây. Rồi sang hình số 6 nhé. Hình số 6 đây. Rồi, tiếp theo là hình số 7 nha mọi người. Hình số 7. Và đây hình số 8 ạ.
Hôm nay thì có 8 hình hài và một số hình quế trăng tháng 8 hay người ta gọi là quế lan hương nhé. Thì mỗi hình cũng được 100.000. Quế này thì là quế xếp nha mọi người. Đó, quế xếp. Hình số 1 được 3 nhánh như thế này. Cái nhánh này cũng tương đối dài này. Vừa rồi nó cho một lúc hai vòi hoa luôn nha mọi người. Đây là nhánh thứ hai. Đó. Và đây là nhánh thứ ba. Ba nhánh này 100.000 nhé. Rồi tiếp theo. Hình số 2. Hình số 2 thì được 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Đấy. Hình số 2 được 7 cây. Rồi hình số 3 này, hình số 3 được 10 cây nhé. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, 10 cây. Đó. Hình số 3 này nhé. Rồi tiếp theo hình số 4. Hình số 4 thì được 11 cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cây. Đấy, hình số 4 nhé. 11 cây. Rồi. Tiếp theo hình số 5, hình số 5 thì được 5 cây. Hình số 5 thì được 5 cây như thế này nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Hình số 6 thì cũng được 5 cây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tiếp theo hình số 7. Hình số 7 là lá lướt cho nên là hình này được 13 cây nha mọi người. Đó, 13 cây, 100.000 hình số 7. Rồi tiếp theo hình số 8, 3 cây, 100.000. Đấy. 3 cây xếp rụt nhé, xếp đều. Rồi tiếp theo hình số 9, 3 cây, cũng 100.000. Đây. Có một cây xếp rụt rất đẹp này. Cây số 2 này và cây số 3 này. Hình số 9 nhé. Rồi hình số 10 ạ. Hình số 10 được 5 cây. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, được 5 cây nhé. Rồi tiếp theo. À, đây thì em có một ít tam bảo sắc nha mọi người. Đó. Tam bảo sắc thì một hình như thế này là 50.000. À, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10 ngọn, 10 cây. Đấy. 10 cây vừa có lá lướt và lá xếp nhé. Đây là lá xếp này. Đó, đây là xếp đây. 50.000. Và đây là báo hỷ nha mọi người. À, báo hỷ thì một hình là 50.000 nhé. Đó. À, hình số 1 là có 10 cái con kiến nhỏ như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 con luôn. 14 cây luôn. Đó. Rồi hình số 2 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dề. Đấy. Hình số 2 6 dề nhé. Rồi tiếp theo hình số 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cũng được 6 dề. Hình số 3. Hình số 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dề. 2, 3, 4, 5, 5 dề. Hình số 4, 5 dề nhé. Đó. Hình số 4, 5 dề. Rồi hình số 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hình số 5, 6 dề. Đó. Rồi hôm nay thì em có một ít lan như vậy thôi. Có hài vân, dáng hương tam bảo sắc hay là quế lan hương. À, vừa có lá lướt và vừa có lá xếp nhé. À, chỉ có một hình lá lướt thôi và một ít tam bảo sắc và báo hỷ. Đó là những loại lan của tối hôm nay. À, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. À, xin tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở những clip tiếp theo. À, mọi người có thể nhắn tin, gọi điện trực tiếp hoặc có thể kết bạn Zalo qua số điện thoại là 0938203714.
em là Sa ở công tâm nhé mọi người.